ta còn tưởng rằng mình đã kiếm được món hời lớn, nhưng nào ngờ. Lúc này anh ta mới nhận ra rằng mình đã bị hố rồi. Chính vừa nãy, A Lượng dẫn các đồng nghiệp đến nhà máy đòi tiền lương. Ông chủ nhà máy rượu của họ đã hơn nửa năm nay không chịu trả tiền lương, nợ công nhân 20 vạn tệ. Nhưng đã thương lượng cả nửa ngày trời, ông chủ chỉ nói một câu đã khiến mọi người đều sửng sốt. Ai đứng về phía sau tôi thì sẽ được trả một năm tiền lương. A Lượng còn tưởng rằng các đồng nghiệp rất có chí khí. Nhưng nào ngờ vừa chớp mắt họ đều lần lượt đứng về phía ông chủ. Đám phản bội các người. Mau bước qua đây. Tôi cũng muốn qua lắm. Nhưng không ai đẩy tôi qua. Xem ra cái gọi là lòng tự tôn trước sức ép của đồng tiền đều chẳng đáng là gì. Ông chủ cũng hiểu cái khó của mọi người nên ông ta đã kéo A Lương đến trước núi rượu và nói: chỗ rượu này có giá 100 vạn tệ, toàn bộ đều tặng cho các người. Tiền lương cũng thanh toán theo đó luôn nhé. A Lượng vừa nghe thấy thế thì hai mắt sáng như đèn pha ô tô, không cần nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý với lời đề nghị của ông chủ. Anh còn dùng số tiền tiết kiệm 20 vạn để mua nhà của gia đình để trả tiền lương cho đám công nhân. Như vậy xem ra mình sẽ lời được 80 vạn rồi, mình thông minh quá cơ. Nhưng anh không ngờ được là miếng ăn đã sắp đến miệng rồi còn tụt mất. Thì ra đây đều là những chiếc hộp rỗ. Ông chủ đã chạy mất, A Lượng không những không đòi lại được tiền lương mà tiền của mình cũng không cánh mà bay. Về đến nhà, anh đã bị vợ mắng trong một trận. Bố vợ lại càng dã man hơn, ông cầm hẳn một cây gậy lớn ra để đuổi đánh con rể. Nhưng vừa ra ngoài cửa, bố vợ lại lật mặt như lật bánh tráng. Đây chỉ là diễn cho con gái tôi xem thôi, để tâm trạng con bé tốt hơn chút. Ông thấy được sự quan tâm chăm sóc của con rể dành cho con gái mình bao năm nay, nên cũng hiểu cho anh. Và ông bố vợ đáng đồng tiền bát gạo đã cho anh một cơ hội để anh bù đắp sai lầm lần này. Nhưng lỗ đến cả 20 vạn, anh biết phải làm sao đây. Anh cùng đồng nghiệp đã mượn rượu giải sầu ở nhà máy, nhưng ngay đến đôi đũa cũng không để mặt anh, đúng là trớ trêu thật. Ngay đến đôi đũa cũng muốn bắt nạt tôi, A Lượng giống như một đứa trẻ chịu ấm ức nằm gục trên sofa. Tuy nhiên, lúc anh đang ở dưới đáy vực thì kỳ tích đã xảy ra. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong nhà máy vang lên, và chính cuộc điện thoại này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh. Alo, alo, là nhà máy thần rượu Đông Bắc phải không? Đúng vậy. Thì ra đầu bên kia điện thoại chính là doanh nhân tên Sếp Hùng. Anh ta muốn dùng 100 vạn để mua lại quyền tiêu thụ của nhà máy rượu. Còn hẹn anh qua mấy ngày nữa sẽ ký hợp đồng, A Lượng không nghĩ nhiều liền đồng ý vội. Nhưng đến khi cúp điện thoại anh mới nhớ ra rằng nhà máy rượu này chẳng còn cái nịt. Thế là họ đã nghĩ ra một diệu kế gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Đầu tiên là cứ lừa Sếp Hùng ký hợp đồng cái đã, còn rượu thì cũng giống với cách ông chủ cũ đã lừa họ. Có lừa thêm một Sếp Hùng nữa cũng chẳng vấn đề gì. Nói là làm, bước đầu tiên là tút tát lại bản thân, giả thành ông chủ nhà máy rượu. Hãy nhớ đấy, từ giờ trở đi, cậu là ông chủ, tôi là thư ký. Được thôi, thư ký. Còn chưa hết còn phải mượn thêm một MC nữa. Nhưng chiếc xe này trông hơi phèn ấy nhỉ. Đến địa điểm đã hẹn, A Lượng đã nhìn thấy Sếp Hùng. Hai người ngượng ngùng bắt tay hỏi han. Sau đó là ăn cơm, uống rượu và đi massage. Tóm lại một ngày trôi qua đều rất thuận lợi. A Lượng cũng đã tiến Sếp Hùng đến khách sạn 5 sao. Nhưng ngay khi anh và đồng nghiệp rời đi, lúc đang tưởng tiền có thể lập tức về tay thì lại không chú ý tới. Sếp Hùng cùng thư ký đã lén lút chạy ra khỏi khách sạn 5 sao. Chỉ thấy anh ta xách theo hành lý cùng với thư ký của mình chuyển đến nhà nghỉ nhỏ ở bên cạnh. Thì ra Sếp Hùng cũng là một kẻ lừa đảo. Hướng đi này của cốt truyện quả là không thể lường trước được. Có điều thật lòng mà nói, A Lượng cũng có chút nhẹ dạ cả tin, chỗ rượu này sao có thể bán được với giá 20 vạn chứ. Nhưng anh cũng chẳng thèm nghĩ nhiều mà mua đứt luôn. Xem đến đây, bạn sẽ cảm thấy anh ham lợi nhỏ phải không? Thực ra có đôi lúc chính bản thân chúng ta cũng giống với A Lượng. Đôi khi con người cũng sẽ phạm phải những sai lầm nhỏ như thế này, giống với khuyến mại giảm giá thông thường. Đó cũng là một chiến lược kinh doanh. Bạn cho rằng mình đã kiếm được món hời lớn, nhưng vĩnh viễn quên mất một câu nói. Bạn có thể cho rằng mình đã chiếm được, nhưng doanh nhân sẽ không chịu lỗ. Vậy hai kẻ lừa đảo là A Lượng và Sếp Hùng sẽ xay ra câu chuyện giờ khóc giờ cười như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem tiếp nhé. Đều nói người phương Bắc thích tắm massage. Bạn có biết lần massage này có bao nhiêu niềm vui bất ngờ không? A Lượng vì để lừa Sếp Hùng ký hợp đồng mà đã bỏ ra bao công sức.
Đầu tiên là đi mượn chiếc xe hộp để giả làm chủ nhà máy rượu, đồng thời bao hẳn một phòng của nhà hàng để mời sếp Hùng ăn cơm. Đã thế còn suy nghĩ rất chu đáo tỉ mỉ. Không còn cách nào khác, A Lượng đành phải dẫn sếp Hùng đi tham quan nhà máy rượu. Nhưng công nhân đều đi cả rồi. Nhà máy rượu chỉ còn mấy trăm chiếc hộp giống tuếch này, phải làm sao đây? Hết cách, A Lượng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ngày hôm sau thì lướt top top người lại quay tay. Đây đâu phải nhà máy rượu mà rõ ràng là một cái viện dưỡng lão. Thì ra A Lượng vì để khiến sếp Hùng tin nhà máy rượu là thật, nên đã đặc biệt tìm một đoàn du khách người cao tuổi, lừa họ mặc áo nhân công, nói là để trải nghiệm văn hóa của nhà máy rượu Đông Bắc. Trên thực tế là âm thầm lợi dụng họ giả làm nhân công thay mình diễn một vở kịch. Đúng là cao kiến, có thể bớt được một khoản tiền thuê diễn viên. Nhưng điều mà sếp Hùng để ý nhất đương nhiên là số rượu trong nhà máy. Nhưng vào ngày hôm trước, số thùng rượu này đã bị gió thổi sập. Bạn đoán xem A Lượng sẽ dùng chiêu gì nữa? Chỉ thấy anh dẫn sếp Hùng vào nhà máy rượu. Lúc mở cửa còn không quên dặn dò thư ký: mau đóng cửa lại đi. Ý thức phòng trộm của ông chủ Tống đúng là cao thật. Chủ yếu là phòng gió thôi. Sếp Hùng cảm thấy vô cùng hài lòng, tính mau chóng ký hợp đồng. A Lượng còn tưởng rằng 100 vạn sắp được chuyển vào tài khoản. Nào ngờ sếp Hùng này cũng không phải là tên ngốc, anh ta muốn lấy được rượu trước. Nhưng số rượu này đều là giả, A Lượng nào dám đưa cho anh ta chứ. Sếp Hùng lại nhấn mạnh rằng lấy được rượu rồi tính sau. Lúc này A Lượng còn chưa biết rằng sếp Hùng không hề đơn giản, bởi vì anh ta cũng là một tên lừa đảo. Trong cuộc điện thoại lúc trước, sếp Hùng đã tự xưng là doanh nhân tập đoàn Vua Rượu. Trên thực tế, công ty này chỉ có hai người là anh ta và em gái. Kế hoạch ban đầu của bọn họ đầu tiên là mua rượu của nhà máy rượu khác, sau đó bán ra số rượu này với giá cao và ăn chặn số tiền lãi đó. Chiêu này nghe thì khá là đơn giản, nhưng chưa từng có tên ngốc nào cắn câu. Anh ta đã nghĩ ra cách chính là rèn luyện một thân tưởng lượng vô đối, lợi dụng lúc người khác uống say, thần trí mơ hồ để lừa họ. Lừa không biết bao nhiêu lần mới có cá cắn câu. Nhưng anh ta cũng không ngờ được là A Lượng cũng là kẻ lừa đảo. Không chỉ là một kẻ lừa đảo mà còn tự xưng là thần rượu của Đông Bắc. Hai người không ai chịu nhường ai, sếp Hùng không chịu trả tiền thì A Lượng cũng không chịu giao rượu. Thế là họ đã quyết định đến nhà hàng so tử lượng. Chúng ta hôm nay đấu một trận đi. Ai mà gục thì sẽ phải nghe lời người kia. Cứ như vậy, cuộc thi uống rượu giành thể diện đã được bắt đầu. Người phương Nam và người phương Bắc Trung Quốc, ai uống rượu giỏi hơn? Đầu tiên, về mặt khí thế, tuyệt đối không được thua. Ở phương Nam chúng tôi, ở Đông Bắc chúng tôi, doanh nhân uống được rượu được xem như là cát lợi. Các quý ông uống rượu vô tư sảng khoái. Thiên can địa chi, tứ nhị vi kiên, lục bát vi túc. Ngàn chén không say, vạn chén không gục. Anh uống một chai, tôi uống hai chai. Anh một chai, tôi 10 chai. Mặc kệ anh có ngừng hay không, tôi đều không ngừng. Uống hết chúng ta chính là huynh đệ thủ túc. Cuối cùng khiến anh tôi trước. Bạn xem, hai người họ ai cũng muốn làm màu mà chẳng ai chịu uống trước. Đúng lúc này có một anh chàng thần kinh không biết là nhảy từ đâu đến. Anh ta cầm mic gào hét nhảy múa điên cuồng. Người phương Bắc đều chào đón người phương Nam như vậy à? Anh chàng kia thấy hai anh giai đứng im bất động, tưởng rằng họ đang bất hòa. Giữa anh em với nhau có gì mà phải nổi nóng chứ? Một lúc nữa là lại ổn ngay. Anh ta đề nghị rằng mình sẽ uống cạn trước để làm dịu bầu không khí. Kết quả uống hoài uống mãi rồi gục ra đấy. A Lượng và sếp Hùng vẫn đứng im như cũ không hề động đậy. Đứng cả nửa ngày rồi đấy, hai người có uống tí thôi mà cứ lề mà lề mề, không thể cùng nhau uống được à? Được, vậy thì cùng uống đi. Kết quả, anh chàng kia đã uống hết sạch rượu trên bàn. Hết rượu rồi thì cuộc thi cũng kết thúc. Chuyện đã đến nước này, A Lượng cũng đưa ra con át chủ bài của mình. Cơm đã ăn, nhạc cũng đã tắt. Vì chút tiền đặt hàng trì trễ cũng chẳng nghĩa lý gì. Thứ lỗi, tôi không thể giao quyền đại lý cho anh được. A Lượng tức giận rời khỏi nhà hàng, không định so đo với sếp Hùng nữa. Nhưng ngay trên đường về nhà lại phát hiện chiếc túi của sếp Hùng để quên trên xe. Duyên vẫn chưa tận. Bên kia, sếp Hùng đang định chuồn khỏi nhà hàng thì lại đụng phải nhân viên làm vỡ ly rượu. Nhân viên phục vụ tóm lấy bắt anh ta đền tiền, sếp Hùng vốn định nhanh chóng chuồn khỏi đây. Thế nhưng lúc này A Lượng đã trở lại, sếp Hùng nhanh chóng lật mặt. Không sao, tôi sẽ đền cho cậu. Chuyện này là sao? Ôi dào, lúc đi xuống đây hơi vội.
Tôi không cẩn thận làm vỡ cái ly rượu 8 vạn này ấy mà. Tiền thực sự không phải là vấn đề. Lãng phí một cái ly đẹp thế này mới đáng tiếc. Cái ly này 8 vạn á, nghe được lời này của sếp Hùng, A Lượng lại có chút hối hận. Thì ra sếp Hùng này giàu có như vậy, có thể tùy ý móc ra 8 vạn tệ. A Lượng lập tức bàn bạc với trợ lý, không thể để con cá này chạy mất được. Anh đã nghĩ ra một cách, nếu sếp Hùng đã muốn lấy rượu trước, thì cứ lấy rượu giả đưa cho anh ta là được. Dẫu sao họ còn có 500 thùng rượu cơ mà, có điều hiện giờ không có mặt mũi nào đến tìm vợ, chỉ có thể mặt dày đến mượn tiền bố vợ. Thiếu một ít tiền, con vốn định mượn bà xã. Nhưng con không dám. Mượn tiền phải không? Bố à, để con tự đánh mình. Con không phải là người, con thật có lỗi với bà xã, con xin lỗi bố. Thôi anh đừng diễn nữa, tất cả tiền mua quan tài của tôi đều ở đây. Có thể nói, bố vợ chính là cha tin vào mắt nhìn đàn ông của con gái tôi. Nghe được lời của bố vợ, A Lượng thầm quyết tâm sẽ không phụ lòng vợ, cũng sẽ không phụ cái gia đình này. Anh đã dùng số tiền đó để thuê nổi một đám nhân công làm rượu giả xếp vào trong hộp. Cứ như thế là có thể qua mắt được sếp Hùng rồi. Có điều sếp Hùng cũng là kẻ lừa đảo, anh ta thực sự sẽ sập bẫy sao? Trên đây chính là trích từ bộ phim I Am Not Dionysian. Đây đích thực là một bộ phim thích hợp để xem trong dịp lễ Tết này. Mặc dù là một bộ phim hài nổi nhưng cốt truyện vẫn xoay quanh những nhân vật nhỏ bé. Nhân vật giống như A Lượng cũng giống với con người ngoài đời thực. Con người khi đến tuổi trung niên cũng có chút gì đó chán nản sa sút nhưng vẫn phải đảm đương cuộc sống. Trong bộ phim có một cảnh A Lượng sau khi uống rượu đã nói ra lời thật lòng. Lúc trước tôi cảm thấy con người cũng giống như rượu này. Được đóng chai rồi bán đi, tôi đã cải trang thành một ông chủ nhà máy. Luôn cảm thấy mình có thể vượt trên người khác. Có thể diện. Nhưng có một ngày tôi nhìn thấy anh tử nhà tôi. Lúc cô ấy một mình đẩy xe bột mì. Thử tôi liền cảm thấy bất khả kháng. Anh cảm thấy áy náy với vợ và bất lực với cuộc sống. Một bên là nỗ lực sống nhưng một bên lại sống không minh bạch. Bên ngoài bộ phim hài kịch này cũng nói lên nhiều triết lý về cuộc đời. Nghệ thuật luôn bắt nguồn từ cuộc sống, đề cao cuộc sống. I Am Not Dionysian là câu chuyện về những con người nhỏ bé trong xã hội. Những tình tiết này đều là những câu chuyện nhỏ xảy ra bên người chúng ta. Khiến bộ phim này càng thêm lay động lòng người. Có thể nói, đây là một bộ phim về tình cảm gia đình ấm áp. Nếu bạn muốn tìm bộ phim thích hợp để xem cùng những người thân thương, vậy thì I Am Not Dionysian sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Lăng